Chúa Trịnh là một vương tộc phong kiến kiểm soát quyền lực lãnh thổ đàng ngoài trong suốt thời Lê Trung Hưng. Về danh nghĩa thì Chúa Trịnh là bề tôi của nhà Lê, chỉ xưng tước vương, vẫn nhận chiếu chỉ từ hoàng đế nhà Lê. Tuy nhiên thực tế thì vua Lê không được thực quyền, việc cai trị chủ yếu do Chúa Trịnh thực hiện. Bộ máy triều đình lúc này hoạt động theo thể chế lưỡng đầu. Tổng cộng có 11 đời Chúa Trịnh chính thức cai quản xứ đàng ngoài trong suốt hơn 2 thế kỷ. Hẳn là mọi người đều kinh hoàng trước quyền sinh quyền sát của vương tộc này. Vậy nhưng vì sao nắm quyền lực xưng vương xưng đế như vậy mà Chúa Trịnh vẫn không thích làm vua? Đáp án khó tin sẽ được Tagawai tiết lộ trong video ngay sau đây. Và cũng trong nội dung ngày hôm nay, chúng ta còn được khám phá những cách mà vua, chúa hay hoàng đế xưng hô và lý do sâu xa của họ. Hãy cùng đón xem. Ở đây thì đầu tiên chúng ta phải hiểu khái niệm về vua và chúa khác nhau như thế nào. Vua thì luôn là người đứng đầu một nước hoặc là một lãnh thổ mà mọi người mọi vật trong đó đều phải phục tùng. Chúa thì cũng là người đứng đầu, nhưng mà tùy loại chúa mà có quyền lực lớn hoặc là nhỏ hơn vua. Thông thường thì quốc gia sẽ có một vua nhưng mà nhiều chúa, hay còn được gọi là lãnh chúa. Ví dụ như ở thời đại này, Đại Việt chỉ có một vua của nhà Lê, nhưng mà lại có tới hai chúa Trịnh Nguyễn ở hai vùng Nam Bắc. Vậy nên vua quyền lực sẽ lớn hơn chúa. Trong cuốn sách mô tả vương quốc đàng ngoài của tác giả Samuel Baron có đoạn thế này: không phải là chúa không ham quyền lực hay là ông ta tôn trọng pháp luật gì đâu, mà bởi vì ông ta đã nghĩ nát óc về hai lý do sau để không lên làm vua. Thứ nhất, nếu mà lên ngôi ông sẽ bị coi là tiếm quyền, bị cả nước ghét và thụ oán, nhất là sự chống lại của họ Nguyễn, người sẽ có danh nghĩa chính đáng để tiến đánh dòng họ chúa Trịnh. Thứ hai, chúa nhận thức được triều đình Trung Hoa sẽ chống lại ông ta một khi biết tin có kẻ không thuộc dòng dõi vua Lê cướp lấy ngai vàng. Như thế thì chẳng khác nào tự rước họa lớn vào thân và tự hủy diệt bản thân hay sao? Lập luận này cũng không phải là không có cơ sở. Bởi lẽ để an toàn, chúa Trịnh chẳng phải đã dựng nên một hoàng tử thuộc dòng dõi vua Lê lên làm vua đó sao? Nhưng mà trong thực tế, quyền hành đều do một tay chúa nắm bắt, từ việc quyết định chiến tranh hay hòa bình, tự ra luật và hủy luật, có quyền lên án hoặc là ân xá phạm nhân, phong chức tước hoặc bãi nhiệm quan tòa, tướng lĩnh quân đội, thu thuế, ra lệnh phạt, vân vân và mây mây. Tất tần tật đều theo ý của chúa. Bởi thế mà người châu Âu gọi chúa là vua hay là vương, king. Còn vua được gọi bằng một danh xưng nghe to tát là hoàng đế, nhưng mà thực ra chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Về sự kiện này thì tác giả Samuel Baron cũng kể lại: vua Lê chỉ buông rèm trong cung cấm và chẳng ai bén mảng đến ngoài mấy mật thám ở phủ chùa Phái Sàng. Vua cũng chẳng được ra ngoài cung cấm nhiều hơn một lần trong năm, thường là chỉ vào dịp lễ Tết. Toàn bộ công việc còn lại chỉ chuẩn y những gì chùa muốn và thực hiện điều đó thông qua những lệnh chỉ cho đúng tính chất lễ nghi. Đối đầu với chúa, dù là việc nhỏ nhất cũng dễ mang họa vào thân. Vì vậy mặc dù dân rất là kính trọng vua, nhưng mà họ lại sợ chúa, người luôn được sưu nịnh vì ông ta có quyền lực tối thượng ở trong tay. Từ những cái việc làm ấy, chúa Trịnh thường luôn được ca tụng là nhân vật giữ gìn ngôi báu của hoàng gia, cũng như luật pháp và thể chế của vương quốc đàng ngoài. Thế nhưng mà đâu ai ngờ, ở sau lưng chúa Trịnh đã lột sạch trơn quyền lực của vua Lê. Samuel Baron có viết: tôi nghĩ là chuyện này chẳng có xứ nào khác, cũng chẳng xảy ra trong lịch sử của bất kỳ một dân tộc nào. Chính trị gia nước khác nghe chuyện kỳ lạ này chắc khó có thể mà tin được. Ngoài ra còn một điều khá là nghịch lý: dù là mang danh nghĩa vua của đàng ngoài, nhưng mà người kế vị và chính bản thân nhà vua cũng không hề hay biết người con nào sẽ được kế vị. Có chăng là phải đợi cấp dưới của mình, tức là chúa, phê duyệt. Các vị quan lại của xứ đàng ngoài, kể cả mang dòng họ Trịnh hay Lê, nếu muốn được thăng tiến trong triều đình đều phải dựa vào thực lực, chứ không thể nào đi cửa sau hay nhờ là con ông cháu cha, con cháu các cụ. Bởi vì anh không chỉ phải thể hiện thái độ trung thành với vua, mà quan trọng là anh phải hiểu rõ người mà mình đang thực sự phục tùng là ai. Để trở thành cánh tay đắc lực và nhận được sự tín nhiệm của chúa Trịnh, phải vượt qua cửa ải chứng tỏ bản thân. Mưu trí văn võ sách lược thì mới mong có được sự ban phát bổng lộc của chúa, và đặc biệt là địa vị nào đó ở trong xã hội. Gộp chung tất cả các lý do lại, chúa Trịnh không thích làm vua. Chuyện lạ đời tưởng đùa mà lại thật đến khó tin. Vậy còn các danh xưng khác dành cho vua chúa thì sao? Điểm khác biệt đặc trưng giữa chúng là gì? Bạn có phân biệt được hay không? Đầu tiên chính là quả nhân. Cái xưng quả nhân xuất hiện sớm nhất trong lịch sử từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trong tả chuyện kể về Tống Mục Công, trị vì vào năm 728 trước công nguyên đến năm 720 trước công nguyên, quyết nhường ngôi cho cháu thay vì cho con trai. Vào năm 720 trước công nguyên, khi mà Tống Mục Công ốm nặng, ông cho truyền đại tư mã Khổng Phụ ra.
nói muốn lập con của Tuyên Công là giữ Di lên nối ngôi. Trong khi quần thần muốn lập công tử Phùng, con của Tống Mục Công lên làm vua. Lúc đó Tống Mục Công có nói: "Hãy phò tá phụng sự giữ Di, lấy xã tắc làm trọng. Như vậy dù quả nhân có chết thì cũng không hối hận." Ông còn bắt con trai là công tử Phùng sang nước Trịnh làm con tin, nhường ngôi cho cháu. Con của vua anh Tuyên Công là giữ Di, chứ không phải là con mình. Dù là có ý kiến phản đối, ông vẫn quyết định như vậy để báo ơn anh đã nhường ngôi cho mình. Nhìn nhận với chữ nghĩa bề mặt, quả nhân là từ dùng để chỉ người ít đức. Có thể hiểu là tiếng tự xưng khiêm nhường của vua, tự cho mình là người ít đức, hay là người về phương diện đạo đức vẫn chưa được tốt. Về điều này các bậc đế vương xưa đều nhìn nhận, vương vị của mình là thần Phật trao tặng. Thần Phật chỉ giao nhiệm vụ này cho những người có đủ phẩm đức cao quý. Vậy nên nếu một vị vua mà thiếu đi đức hạnh, vương vị tất cũng sẽ mất. Vì vậy các bậc đế vương tự xưng như vậy để thể hiện sự khiêm nhường. Một cái điều đáng chú ý là vào thời cổ đại, mặc dù các hoàng đế tự xưng mình là quả nhân ít đức hạnh, nhưng mà không ý nói muốn lũng đoạn, ngông cuồng gì hết. Xưng cô, tức là người cô độc. Cách nói này cũng bắt đầu xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo khảo cứu của học giả Triệu Dực đời nhà Thanh, trong các nước chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua của những nước có thực lực mạnh đều tự xưng mình là quả nhân, và những nước có thực lực yếu, vua thường tự xưng là cô. Tại sao mà họ lại tự xưng như vậy? Nguyên nhân vì mặc dù nước yếu nhưng họ vẫn là vương của một nước. Đó là những người có quyền lực tối cao trong nước, khiến người bình thường không dám gần gũi. Do đó vương của nước chư hầu tự xưng là cô, với ý nghĩa là người cô độc, cô đơn. Đến tận sau thời Tần Hán vẫn có hoàng đế tự xưng là cô. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, quân hùng giấy khởi, một số vị hoàng đế của các nước chư hầu chia cắt một phương, như là Tôn Quyền thời Đông Ngô cũng tự xưng là cô. Chấm, cách xưng hô đề cao quyền lực tuyệt đối của nhà vua. Theo đó thì chấm là từ gốc Hán, nghĩa là ta đây. Hoàng đế đầu tiên dùng cách xưng hô này chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Trước thời Tần Thủy Hoàng, vua chúa xưng là cô hay là gia, tiếng tự xưng, hoặc là quả nhân. Sau khi thống nhất lục quốc, Tể tướng Lý Tư đã đề nghị Tần Thủy Hoàng không tự xưng mình là cô gia hay là quả nhân, mà xưng là chấm để giữ gìn uy nghiêm của hoàng đế. Hơn nữa là chỉ có hoàng đế mới được xưng là chấm. Vậy là từ sau thời Tần Thủy Hoàng, chấm đã trở thành từ tự xưng độc quyền của hoàng đế. Bất cứ ai đều không được phép tự gọi mình là chấm, nếu không sẽ bị nghi ngờ muốn lạm quyền cướp ngôi nhiếp chính. Giải thích thêm một chút, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính tự xưng là chấm. Thực ra cách phát âm chệch đi là của từ chính. Sau này Lưu Bang lật đổ nhà Tần, lập nhà Hán, do vốn là một người ít học, không biết nguyên do trong đó, chỉ biết Tần Thủy Hoàng xưng là chấm nên cũng học theo tự xưng là chấm. Có quan lại biết thì báo cáo lại, tuy nhiên vì sự đã rồi, người dân đều biết Lưu Bang tự xưng là chấm. Vì thế thì về sau, các vua đều tự xưng như vậy. Chính vì các hoàng đế Trung Hoa tự xưng mình là chấm, vậy nên văn hóa truyền thống cũng phần nào ảnh hưởng tới các quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên. Điển hình như việc các thiên hoàng của Nhật Bản cũng luôn tự xưng mình là chấm. Bệ hạ, thể hiện sự cung kính của người dưới dành cho nhà vua. Thời cổ đại thì chữ bệ ra đời sớm nhất để chỉ bậc thang từ phía bên dưới đi lên đỉnh đài. Bệ có thể được làm bằng đất, có khi bằng gỗ với rất nhiều kiểu dáng, từ đơn giản đến uốn lượn cầu kỳ. Vào thời cổ đại thì cũng chỉ có vua hoặc là chư hầu mới có tư cách xây dựng đài làm nơi ở của mình. Dân ra bệ trở thành bậc thềm trong cung điện của quân chủ. Theo ghi chép trong tài liệu lịch sử, hoàng cung thời cổ được thiết kế tương đối kỹ lưỡng. Bảo tọa của hoàng đế được đặt ở trên cao. Từ dưới nhìn lên bảo tọa có một hệ thống các bậc thềm. Những bậc thềm này được gọi là bệ. Để bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, các thị vệ được chia ra đứng hai bên bậc thềm. Lúc thiết triều các đại thần đứng ở phía dưới. Khi các đại thần muốn dâng lời bẩm báo điều gì, không dám gọi trực tiếp thiên tử, cho nên gọi là bệ hạ. Ý tứ là bản thân muốn nói với hoàng thượng, nhờ thị vệ dưới bậc thềm chuyển lời. Qua đó cũng để biểu thị người có địa vị thấp hướng đến người có địa vị tôn quý như hoàng thượng để góp ý. Ngoài từ bệ hạ thì các từ như là các hạ, điện hạ, tại hạ, tất hạ cũng là có hàm ý chỉ sự tôn kính của người bề dưới đối với người bên trên giống như vậy. Và nếu mà khám phá lịch sử đàng hoàng luôn là chủ đề yêu thích của bạn, kính mời anh em đón xem tiếp nội dung. Các loại hoạn quan trong phủ chúa Trịnh đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.